Đây là do tôi dùng thần thông đi tới địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nhân gian, thiên giới, quan sát những khổ nạn của chúng sanh trong ngũ đạo. Đó đều là những chuyện ngàn vạn chân thật. Thì ra đây chính là do nhân quả tuần hoàn. Tôn giả, chúng con phải làm như thế nào mới có thể thoát ly khỏi nhân quả tuần hoàn, không còn chịu những nỗi thống khổ trong ngũ đạo nữa? Ta nghĩ phải làm nhiều việc thiện, sanh khởi tính tâm với Tam Bảo, là Phật Pháp Tăng, tinh tấn tu hành. Sau khi chứng quả thì sẽ có thể giải thoát khỏi những nỗi thống khổ này. Để ta dùng thần thông coi thử xem sao. Ôi, lần này phát tài to rồi, nhiều tiền bạc châu báu thế này. Lại phát sinh tiền phí sinh hoạt cho mấy thằng chúng rồi. Ta phải tính toán cho kỹ lưỡng một chút mới được, nên bỏ bao nhiêu vào túi mình cho hợp lý đây? Tham sân si sẽ khiến con người bị đọa vào địa ngục. Ông hãy sớm mau hồi đầu ăn năn hối cải đi. Các ngươi lại dám nói ta như thế sao? Thôi được, những tài vật này ta không có được, các ngươi cũng đừng mong có được. Hả? Hả? Xin đừng, đừng. Nhân quả tuần hoàn. Nếu như đem chuyện này bẩm báo lại với Thế Tôn, để Thế Tôn nói nhân duyên của ngạ quỷ này cho các vị kiến thuộc, thì sẽ có được lợi ích đến rất nhiều người. Thế Tôn, con vừa gặp một ngạ quỷ bên kia bờ biển. Nhìn thấy ngạ quỷ giống như một cục thịt tròn, lớn bằng căn nhà, không có xương cốt, cũng không có ngũ quan, lại còn có rất nhiều côn trùng ăn thịt ngạ quỷ. Lúc không thể nào chịu đựng được nữa, ngạ quỷ đó nhảy lên không trung. Trên không trung, thân thể lại tự nhiên bốc cháy, thống khổ vô cùng, chỉ còn cách là nhảy xuống lại bờ biển. Nhưng sau khi nhảy xuống lại bờ biển, ngạ quỷ lại tiếp tục bị những con trùng cắn ăn thịt không ngừng, cứ thế luân chuyển chịu khổ. Xin hỏi Thế Tôn, đây là do tạo ác nghiệp gì mà ngã quỷ này phải chịu báo ứng như vậy? Vào thời Đức Đạo Sư Nhân Thiên, Như Lai Chánh Đẳng Chánh Giác Phật Ca Diếp còn tại thế, có một vị chấp sự của tăng chúng, trưởng quản tài Phật, các khoản tiền công đức, tu bổ tháp Phật và tiền phí sinh hoạt của tăng chúng. Ông ta tham ô hưởng dụng rất nhiều. Sau đó ông sanh bệnh, không thể quản lý được nữa, bèn lén lút đem tài vật cho bạn bè, thân thích của mình. Người khác nhìn thấy ông làm như vậy, dùng lời ái ngữ khuyên can, nhưng ông ta không những không sửa đổi, lại còn sanh khởi lòng sân hận, đem toàn bộ tài vật của tăng chúng đốt hết. Do vì ác nghiệp này, khiến ông ta chuyển sanh làm ngạ quỷ. Bởi vì ông ta tham ô, hưởng dụng tài vật, tiền tu bổ tháp Phật và phí sinh hoạt của tăng chúng, khiến ông ta biến thành ngã quỷ có hình dạng như cục thịt tròn, lớn như căn phòng. Lại bởi vì ông ta dùng lửa đốt hết tài vật của tăng chúng, khiến cho thân thể của ông ta tự nhiên bị thiêu đốt, chịu đựng nỗi thống khổ không gì bằng như vậy. Thì ra đây chính là nhân quả báo ứng. Nhân của kiếp trước, quả của kiếp này, xem ra một chút cũng không hề sai. Nhưng làm sao chúng ta có thể phân biệt được rõ ràng tốt xấu? Thì cứ hỏi Thế Tôn, Thế Tôn biết được mà. Chúng con về sau xin theo Thế Tôn nghe học Phật Pháp. Đúng, đi theo Thế Tôn, nghe sự giáo pháp của Thế Tôn. Thế Tôn, xin Ngài thu nạp chúng con.